Kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Tử vi là một bộ môn khoa học đã có từ lâu đời, được cao nhân từ ngàn đời xưa thống kê đúc rút mà thành. Dựa vào quan hệ của đất trời với con người, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ đều có sự ảnh hưởng khác nhau. Vận hạn của con người có thể đoán được trước nếu như gặp được thầy tử vi giỏi. Được đưa đường dẫn lối thì những khó khăn trắc trở sẽ đi. Khi biết về vận mệnh của mình, chúng ta sẽ định hình được từng giai đoạn, từng công việc mà mình phải làm để có được sự giàu sang phú quý. Nắm được vận mệnh của mình, chúng ta sẽ tự tin hơn vào cuộc sống. Biết được thời vận thì làm việc gì cũng thành. Hôm nay, Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi tuổi Tý trong năm 2020. Dù gặp thái tuế nhưng vẫn phát lộc ầm ầm, không trúng số thì cũng cầm bạc tỷ trong tay. Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. Cát hung nạp vận tuổi Tý năm 2020, tuổi Tý bao gồm những người sinh năm 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 và 2008. Khuyên bạn yên hoài bình thường tâm, bản bệnh vạn sự nan thuận ý. Cát tinh ảm đạm sát diệu lân, thái tuế lâm thân vận thụ trở. Năm Canh Tý 2020, tuổi Tý trực thái tuế nên tài vận giảm đi, nên lấy sự yên ổn làm đầu. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Tý, thường có câu thái tuế đương đầu tọa, vô tai giã hữu họa. Năm nay tính thủy của tuổi Tý gặp tính thủy của thái tuế, khiến cho thủy vượng, khiến cho nhiều mặt trong cuộc sống trở nên cực kỳ thái quá. Ví dụ về mặt giao tiếp xã hội thì người tuổi Tý dễ trở nên quá là tự tin, kiêu ngạo hoặc là tự ti, dễ có những quyết định bồng bột. Vì vậy trong năm nay người tuổi Tý luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý để tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay là tranh chấp thì cần phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài. Vì vậy, hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 để hóa giải hạn thái tuế, chiêu mời các tinh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm nay thì người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của sao Tỷ Kiên nên tuy có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhưng phần nhiều là ở thế bị động. Nếu muốn khởi nghiệp thì sẽ gặp nhiều áp lực và trở ngại, vậy nên người tuổi Tý nên chú trọng sự ổn định trong công việc. Tuy vậy thì năm nay tuổi Tý cũng có những mặt tích cực. Với người tuổi Tý mà nói thì thiên can canh của năm nay là chính ấn tinh, địa chi Tý là tướng tinh, chủ về thuận lợi cho việc học hành thi cử, khoa bảng thành công, có cơ hội được thăng chức, tay nắm đại quyền. Còn về tài vận thì năm nay người tuổi Tý nên hạn chế đầu tư cho vay hoặc là hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới thì cũng cần phải hết sức cẩn thận. Phương diện tình cảm, vì tỷ kiếp là sao thiên về sự tranh đoạt nên trong tình cảm cũng như là hôn nhân, người tuổi Tý cần phải giữ được lý trí sáng suốt để tránh xảy ra mâu thuẫn. Về sức khỏe, tuổi Tý năm nay dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn nên tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc là có độ rủi ro cao. Đặc biệt là khi tham gia giao thông thì cần vô cùng cẩn thận, tránh hại mình hại người, tiền mất tật mang. Tóm lại thì tuổi Tý năm nay là trực thái tuế nên cần phải ưu tiên giữ ổn định, lùi một bước để tiến hai bước. Khi gặp khó khăn thì cần bình tĩnh xử lý mọi việc, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh hành động sốc nổi, không được xử lý bừa bãi. Khuyên người tuổi Tý năm nay nên đeo vòng cổ bát bảo tâm kinh hoặc là vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long thân Tý Thìn để chiêu quý nhân nạp thủy hỏa để gặp hung hóa cát. Về cát hung vận hạn, về các tinh thì có tướng tinh và ấn tinh. Tướng tinh đại diện cho uy quyền, quyền lực, mang đến cho người khác một cảm giác quyền uy không thể chối cãi. Lưu niên gặp tướng tinh dễ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp và địa vị đều có sự thăng tiến mạnh mẽ. Vì vậy, người tuổi Tý năm nay càng cần gia tăng nỗ lực sẽ bỏ được 3, sẽ bỏ 1 được 3, tiền đồ vô lượng. Về hung tinh thì có thái tuế phục thi kiếm phong. Tuổi Tý năm nay gặp sao xấu là thái tuế phục thi kiếm phong, khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn. Sức khỏe thì giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, hơn nữa dễ mắc nhiều những điều tiếng thị phi. Vậy nên cần phải có biện pháp hóa giải trước. Sử dụng ngay kim bài thái tuế phù năm 2020 luôn mang bên mình để được các thần che chở và hóa giải hạn thái tuế của năm 2020. Cát hung luận giải
tài vận thấp. Vào năm 2020 thì tuổi Tý rơi vào năm bản mệnh, tài vận tuổi Tý năm nay không có quá nhiều thu hoạch, chi nhiều thu ít nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc là hợp tác làm ăn. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải vô cùng cẩn trọng, không nên mở rộng làm ăn trong năm nay. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới thì cũng cần phải hết sức cẩn thận, nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài tán của. Năm nay thì nên thủ, không nên động. Về sự nghiệp thì trung bình. Năm nay tuổi Tý rơi vào năm trực thái tuế, vì vậy sự cạnh tranh trong công việc tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp cũng không quá mạnh. Năm nay sự nghiệp của người tuổi Tý không ít thì nhiều cũng phát sinh biến động như là thăng tiến hoặc là xấu chức, thay đổi vị trí công tác. Người tuổi Tý năm nay thì không nên quá đề cao bản thân hoặc là đứng mũi chịu sào. Năm nay có tướng tinh nhập mệnh nên được quý nhân phù trợ, cơ hội sẽ tới liên tục. Những người có năng lực quản lý thì có thể tích cực tập trung phát triển sự nghiệp. Với các bạn đang đi học thì cần không ngừng nỗ lực học tập, sẽ đạt được những kết quả cao ngoài dự kiến. Về sức khỏe tiểu hung, tuổi Tý năm nay gặp thái tuế phục thi kiếm phong khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xã hội thì xấu đi, dễ mắc những điều tiếng thị phi. Khi đi ra ngoài thì dễ gặp tai nạn nên cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông, tuân thủ luật lệ giao thông. Ngoài ra thì tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Người tuổi Tý năm nay thủy quá vượng nên về sức khỏe thì cần chú ý các bệnh về tim hoặc phổi. Muốn biết rõ hơn các hung họa phúc của bản thân cũng như là gia đình, có thể tham khảo ý kiến của các thầy tử vi hoặc là phong thủy để có phương án chuyển hung thành cát. Đào hoa thấp. Năm nay tuổi Tý khuyết đào hoa tinh lại là năm trực thái tuế nên phương diện tình cảm có nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến cho đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Tý đã kết hôn do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến có nhiều sự thay đổi. Cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt là các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dễ dẫn đến tình trạng đồng sản dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Vận thế luận giải chi tiết. Về quan vận, năm nay tuổi Tý phạm thái tuế. Vì vậy, sự cạnh tranh trong công việc tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp cũng không quá mạnh. Năm nay, sự nghiệp của người tuổi Tý không ít thì nhiều cũng phát sinh biến động như là tăng hoặc là giảm chức, thay đổi vị trí công tác. Người tuổi Tý năm nay không nên quá đề cao cái tôi cá nhân hoặc là đứng mũi chịu sào, bởi năm nay có tướng tinh nhập mệnh nên được quý nhân phù trợ, cơ hội sẽ tới liên tục, nên tuổi Tý cần phải chú ý thể hiện thật tốt năng lực của bản thân. Do vậy, năm nay phải sử dụng vật phẩm bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Về tài vận, năm nay người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của sao Tỷ kiếp có tranh đoạt cho nên dễ vì tin tưởng bạn bè, đối tác dẫn đến hao tài, kiếp tài. Vì năm nay là năm bản mệnh nên người tuổi Tý cần phải hạn chế đầu tư, không tham vọng nhiều, không cho vay hoặc hợp tác làm ăn, tránh các giao dịch hoặc là đầu tư mạo hiểm. Với những người đang đầu tư thì càng cần phải lưu tâm hơn đến tài chính của bản thân. Hãy nhớ luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để hóa giải vận hạn. Về hôn sự, năm nay do có tướng tinh nhập mệnh nên người tuổi Tý trở nên chủ động hơn trong mọi việc, bao gồm cả khía cạnh tình cảm. Điều này có lợi và hại. Nếu biết làm chủ bản thân, làm người khác cảm thấy vui vẻ và tín nhiệm thì có thể có được sự công nhận và tin tưởng của đối phương. Ngược lại, nếu như quá ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho lợi ích của bản thân, làm người khác phản cảm thì sẽ khiến cho hôn nhân chuyển biến xấu. Trong năm, để có được nhân duyên như ý thì người tuổi Tý có thể tham khảo ý kiến của các thầy tử vi hoặc phong thủy để có phương án chuyển hung hóa cát. Ngoài ra thì có thể đeo thêm vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi tài ách của năm. Nhân đinh. Tuổi Tý do năm nay rơi vào năm phạm thái tuế khiến cho mọi việc càng trở nên bất lợi, thậm chí là có những tai nạn nhỏ ngoài ý muốn dễ gây thương tích. Lại thêm phục thi kiếm phong tinh nhập mệnh càng khiến cho sự xung khắc với người thân trở nên rõ rệt. Tuổi Tý thì cần phải chủ động được sự thay đổi tiêu cực trong tính cách bản thân, kiềm chế được sự nóng nảy,
và quan tâm hơn nữa đến người thân trong gia đình. Với những bạn tuổi Tý đang có ý định sinh con năm nay thì càng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tuổi Tý năm nay gặp hung tinh là Thái Tuế phục thi kiếm phong nhập mệnh nên mọi việc bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút. Khi đi ra ngoài thì dễ gặp tai nạn nên cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông. Có thể tham khảo tìm mua các loại hình bảo hiểm tương ứng. Ngoài ra có thể đeo thêm vòng tam hợp thân Tý Thìn để nạp khí tam hợp tăng cường sức khỏe của năm. Vận hạn từng tuổi. Mậu Tý sinh năm 2008, 13 tuổi, chuột trong kho. Người tuổi Tý sinh năm 2008 có nạp âm ngũ hành là tích lịch hỏa, phần lớn là người thông minh, lanh lợi, giỏi cả văn võ. Khi trưởng thành thì gia đạo hòa thuận, tuổi già thì càng trở nên hưng vượng. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là thực thương, các bạn trẻ càng trở nên hiếu động, tư duy linh hoạt, rất hứng thú khám phá những cái mới, có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa nên dễ sao nhãng trong học tập. Nên dùng pháp khí phong thủy tháp văn xương bằng đồng hoặc là hộp bút văn xương gỗ đào đặt trên bàn học để tăng vận học hành. Nam mệnh 13 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh nên làm việc gì cũng không được như ý, cần phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa. Nữ mệnh 13 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, cần chú ý giữ gìn sức khỏe về nội tiết tố. Bính Tý sinh năm 1996, 25 tuổi, chuột ngoài đồng. Người tuổi Tý sinh năm 1996 nạp âm ngũ hành là giản hạ thủy, là người nhanh nhẹn mưu trí, vận mệnh thì lúc trẻ trung bình, trung niên có chút thu hoạch, càng về già thì càng hưng vượng. Nạp âm ngũ hành của năm Canh Tý là bích thượng thổ, là quan tinh, khiến cho người tuổi Tý trong năm nay sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hoặc làm ăn. Mặc dù áp lực công việc rất lớn nhưng kết quả thu về cũng vô cùng tốt đẹp. Nam mệnh 25 tuổi, năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh, hành niên trực kế đô, tai hại bất thời vô, chủ về tai nạn bất ngờ nên khi ra ngoài cần phải vô cùng cẩn thận. Nữ mệnh 25 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh nên cần đề phòng về sảy thai khó sinh hoặc là đường thai sản, nên đi ra ngoài nhiều hơn cho thư thái tinh thần. Với tuổi này năm 2020 thì tình cảm bắt đầu vào giai đoạn chín muồi, cần sử dụng đồng hồ kích đào hoa để tăng cường và gặp nhiều may mắn trong nhân duyên. Đồng hồ được treo ở vị trí đào hoa trong phòng khách hoặc là phòng ngủ, giúp cho gia chủ vượng đào hoa, tăng cường sự hấp dẫn với người khắp phái. Giáp Tý sinh năm 1984, 37 tuổi, chuột trong nhà. Người tuổi Tý sinh năm 1984 nạp âm ngũ hành là Hải Trung Kim. Tuổi này lúc nhỏ thành tích học tập không có gì nổi trội, gặp nhiều trắc trở, ít được anh em giúp đỡ mà thường phải tự lực cánh sinh. Nạp âm ngũ hành của năm Canh Tý là bích thượng thổ, là ấn tinh, khiến cho năm này sẽ có cơ hội lớn được đề bạt hoặc là thăng chức nhưng sẽ tương đối là vất vả. Năm nay tuổi 1984 cũng sẽ cơ hội mua nhà, mua xe, nhưng trong quá trình giao dịch dễ phát sinh trở ngại. Sử dụng tranh phi long thất tinh đổ trận treo ở trong nhà hoặc là trong văn phòng làm việc để tăng cường quan vận cho những người công chức và tài vận cho người kinh doanh, doanh nhân trong năm 2020. Nam mệnh 37 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh, dễ gặp phải những khẩu thiệt thị phi. Về sức khỏe thì cần đề phòng những bệnh liên quan đến gan và mắt. Nữ mệnh 37 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, cũng dễ có khẩu thiệt tranh chấp về lời nói, dẫn đến gia đạo bất hòa. Để hóa giải cho tuổi Giáp Tý năm 2020 hết sức đơn giản, do gặp năm tuổi nên mọi sự bất hòa kéo đến thị phi nhiều, quan hệ vợ chồng gặp nhiều trục trặc mâu thuẫn. Hãy sử dụng đồng hồ chim công để kích đào hoa, tăng cường hòa hợp vợ chồng để hóa giải. Nhâm Tý sinh năm 1972, 49 tuổi, chuột trên núi. Người tuổi Tý sinh năm 1972 nạp âm ngũ hành là tang đố mộc, đa phần là những người thân nhàn tâm khổ. Tuổi trung niên thì vật chất đủ dùng, quan hệ với mọi người thì lạnh nhạt, trong công việc luôn hết mình. Năm Canh Tý 2020 có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là tài tinh nên vất vả mới kiếm ra tiền. Cần lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh làm việc quá độ. Ngoài ra thì năm nay cần giữ cho bản thân tỉnh táo để phòng vận đào hoa ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân cũng như là danh dự bản thân. Ngoài ra thì có thể đeo thêm vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để hóa giải. Với những người công chức hay là buôn bán kinh doanh, sử dụng tranh phi long thất tinh đổ trận để kích vận chiêu quý nhân, giúp vượng cho việc làm ăn và thăng quan tiến chức.
Nam mệnh 49 tuổi năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, hành niên trực kim tinh, phàm sự bất toại tâm. Ở bên ngoài dễ gặp thị phi rắc rối nhưng lại dễ có quý tử trong năm nay. Nếu mệnh 49 tuổi thì năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, cần phải đặc biệt chú ý những vấn đề về phụ khoa, nếu đi xa thì có lợi cho tài vận. Canh Tý sinh năm 1961, 61 tuổi, chuột trên nóc. Người tuổi Tý 1960 nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung thì hóa cát. Năm Canh Tý 2020 có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là tỷ kiếp, năm nay cần phải đề phòng, bị người khác lừa gạt. Năm nay cũng là năm có nhiều cơ hội gặp lại bạn cũ, ngồi ôn lại những kỷ niệm trước kia. Năm mệnh 61 tuổi năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh là hung tinh chủ về việc, gặp nhiều chuyện bất lợi, cần chú ý vận nuôi trong nhà, dễ xảy ra vấn đề. Còn nữ mệnh 61 tuổi năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh bất lợi cho nữ, dễ gặp tai nạn bất ngờ. Luận giải theo can ngày sinh. Thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn chủ về quan hệ, cách nghĩ, danh dự. Người tuổi Tý có thiên can ngày sinh Giáp Mộc chủ yếu đơn độc cố gắng, không thích hợp tham gia hội nhóm. Về sự nghiệp, năm nay có thể dựa vào những ý tưởng của cá nhân mình mà phát triển. Tuy nhiên thì cần phải đề phòng những lời gièm pha đơm đặt khiến cho danh dự cá nhân bị tổn thương. Về mặt tình cảm, nên ôn hòa gần gũi với mọi người xung quanh để mọi sự được thông đạt. Nên sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long thân tí thìn để hóa giải. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp thiên ấn chủ về lý tưởng, sự nghiệp, lòng sĩ diện. Người tuổi Tý có thiên can ngày sinh Ất Mộc chủ yếu dựa vào sức của cá nhân mình, cần phải trung hòa giữa lý tưởng và hiện thực, thực hiện tốt những công việc trước mắt của mình thì mới có kết quả tốt. Trong năm nay thì cũng dễ do sĩ diện mà dẫn đến hao tài. Về mặt tình cảm, nên quan tâm một cách nhẹ nhàng tới đối phương chứ không nên trói buộc quá chặt chẽ, dễ gây phản cảm. Nên cư xử một cách đúng mực và nhẹ nhàng, thậm chí tôn trọng đối phương. Để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, hãy sử dụng mặt dây Bát Bảo Tâm Kinh luôn mang bên mình để thêm phần may mắn. Sử dụng kinh Phật để hóa giải những mất mát do tính sĩ diện mang lại. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan chủ về công việc, áp lực, danh dự. Năm nay tâm lý có nhiều áp lực, về công việc thì dễ bị người khác khống chế, quan hệ với cấp trên không tốt. Về tài vận, không nên tham lợi mà bất chấp mạo hiểm, càng không nên vì tiền mà làm những việc tổn hại đến danh dự. Sẵn sàng chấp nhận hy sinh tài lộc để giải trừ tai ách. Về tình cảm thì cần phải đề phòng những rắc rối không rõ nguyên nhân. Cần luôn giữ được tâm thái thoải mái trước tất cả mọi vấn đề. Trong nhà, những người này nên treo tranh phi long thất tinh đồ trận hoặc là đồng hồ chim công để kích hoạt cung quý nhân, giúp may mắn hơn trong công việc và quan hệ vợ chồng được hòa thuận hơn. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan chủ về áp lực sự nghiệp quan hệ. Trong năm nay thì các mối quan hệ của tuổi Tý có thiên can ngày sinh là can đinh không quá tốt, dễ gặp điều tiếng thị phi, quan hệ với cấp trên không tốt, công việc và sự nghiệp đều không có nhiều kết quả tốt. Cần giữ cho mình tâm thế, không cầu thăng quan lớn, chỉ cần cầu không phạm lỗi. Luôn luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Hãy mang bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 các bạn nhé! Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp thiên tài chủ về đào hoa, xã giao, tiền bạc. Trong năm nay thì tuổi Tý có thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, dễ gặp đào hoa ảo quấy nhiễu, làm khó. Nên trước khi bắt đầu một mối quan hệ thì cần phải xem xét kỹ lưỡng. Trong công việc, có một vài biến động về nhân sự, tài năng không được công nhận, tránh đắc tội với tiểu nhân. Khi gặp khó khăn trong công việc cũng như là tiền bạc, không nên rối loạn và hãy nhớ ký rằng lùi một bước trời cao biển rộng. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài, chủ về tình cảm, công việc, tiền bạc. Trong năm nay thì tuổi Tý có thiên can ngày sinh Kỷ Thổ, dễ gặp đào hoa ảo, nam dễ bị lừa tiền bạc, nữ dễ bị lừa về tình cảm. Trong công việc thì gặp nhiều trắc trở, nên làm việc cẩn trọng, không nên vội vàng cũng như là dễ dàng thay đổi công việc. Về cầu tài thì cần tránh đầu tư lớn vì dễ tiền mất tật mang. Thiên can ngày sinh là Canh Kim,
năm nay lưu niên gặp thương quan chủ vị thị phi bốc đồng chủ quan. Trong năm nay thì tuổi Tý có thiên can ngày sinh là canh kim nên hạn chế tranh luận, lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn để tránh đưa ra kết luận chủ quan. Trong công việc cũng như là tình cảm thì càng không nên hấp tấp, bởi cái gì tới rồi thì cũng sẽ tới, không được nóng vội, càng không nên vì một phút nhất thời bốc đồng mà đầu tư khoản lớn dẫn đến phá tài. Mặt tình cảm thì không tìm được đào hoa thực của bản thân, nhưng bạn cũng không nên sốt ruột. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần, chủ về suy nghĩ, kinh doanh, tình cảm. Năm nay tuổi Tý có thiên can ngày sinh là Can Tân, trong công việc có nhiều ý tưởng nhưng đa phần đều không thực tế. Trong kinh doanh thì nếu cứ cố chấp ý kiến của mình thì rốt cuộc cũng sẽ tự làm tự chịu. Nên duy trì kinh doanh nhỏ, nên thủ không nên động. Về tình cảm, vận đào hoa ảo khiến cho hao tài hại thân. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài, chủ về thương tài, quan hệ, sự nghiệp. Năm nay người tuổi Tý có thiên can ngày sinh Nhâm Thủy, do ảnh hưởng của kiếp tài tinh mà dễ mang theo cảm xúc tiêu cực vào trong công việc, thậm chí là dễ dẫn đến mâu thuẫn tranh chấp không đáng có. Về tài vận, năm nay chủ về giữ chứ không chủ về phát, cần cẩn thận khi đầu tư hoặc là kinh doanh. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp tỷ kiếp, chủ về tiểu nhân, sự nghiệp, tình cảm. Tuy nói rằng năm nay tuổi Tý có thiên can ngày sinh Quý Thủy dễ gặp tiểu nhân ám hại, nhưng thực tế cũng liên quan tới sự cố chấp của bản thân. Trong kinh doanh dễ xảy ra tình trạng khăng khăng ý kiến của bản thân mà không lắng nghe người khác. Về tình cảm, nam giới dễ rơi vào tính gia trưởng, nữ giới thì dễ không đủ kiên nhẫn, ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Trên đây thì Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi tuổi Tý năm 2020. Cát có, hung có, vận trình của tuổi Tý năm 2020 cũng gặp khá nhiều trắc trở, nhưng không vì thế mà chúng ta nản lòng. Các cụ nhà ta có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Vậy nên hãy kiên trì và vững tin lên các bạn nhé! Biết được số mệnh và thời vận của mình rồi thì các bạn dựa vào đó mà làm thì sẽ gặp được nhiều cát tinh và may mắn trong năm 2020. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ video này đến những người thân của bạn để họ biết và nhắc nhở bạn, đồng hành cùng bạn trong năm 2020 Canh Tý gặp được nhiều tài lộc và may mắn. Hãy chia sẻ vận trình của mình năm 2020 và đề nghị những người thân luôn nhắc nhở mình khi đi sai hướng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị có một cuộc sống giàu sang, khỏe mạnh và hạnh phúc.